Để đến được nhà bác Ba Phi, chúng tôi phải đến xã Khánh Hải thuộc huyện Trần Văn Thời. Và đây chính là nơi bác Ba gắn bó cuộc đời mình với đất rừng U Minh. Thắp nén hương cho bậc tiền bối, chúng tôi không khỏi cảm phục trước kho tàng những câu chuyện tiếu lâm ông đã để lại cho đời. Dân miền Tây không xa lạ với bác Ba Phi bởi ông vừa là tác giả, vừa là nhân vật trong những câu chuyện văn học dân gian gắn liền với tiếng cười mộc mạc, đậm chất đồng bưng và sản vật của rừng U Minh. Những câu chuyện kể của ông luôn có sức hút kỳ lạ cho nhiều người. Đó mấy chú bộ đội, lợi đó là ông nội kể sáng đêm luôn. Kể tới đi đánh đồn sông Đốc gì đó mà đánh rồi kể xong rồi mới đi nè. Rồi mẹ bà nấu nước sáng đêm luôn cho mấy chú đó uống với ông nội uống đang kể chuyện. Mà nhiều lắm, trời khách đồ thôi, y xèo luôn, mẹ bà nói rồi đó. Không có cực gì hết trơn, cực ban đêm là nấu nước cho mấy ông nó uống cho ông nội kể chuyện không. Năm 1884, bác Ba Phi, tên trong giấy khai sinh là Nguyễn Long Phi, sinh ra tại Rạch Mũi của huyện Cái Nước, Cà Mau. Ông có đến 3 người vợ. Ông là người con lớn nhất trong một gia đình có 5 anh em. Thuở thiếu thời, người ta gọi ông là Hai Phi. Gọi bác Ba Phi là gọi theo thứ tự của người vợ cả, do tập quán ở rễ của người phương Nam. Chiến tranh loạn lạc, ông mất đi 2 người con gái. Người còn lại đang sống ở huyện Trần Văn Thời. Mười năm trước, tại một hội thảo quốc tế về chuyện cười dân gian Ba Phi, được Bộ Văn hóa Thông tin tổ chức, các nhà nghiên cứu đều cho rằng giá trị nghệ thuật của truyện cười Ba Phi mang đậm phong vị của làng quê Nam Bộ. Tiếng cười sảng khoái vui tươi, gắn chặt với đồng ruộng, chim thú và cây rừng không chăm chọc, đã kích các tầng lớp thống trị, nhưng giá trị nghệ thuật lại rất cao. Tại ấp Lung Tràm, nơi Ba Phi lập nghiệp, có căn nhà đơn sơ, phía sau là mộ ông với 2 người vợ là Trần Thị Lữ và Lữ Thị Cham. Mộ của người vợ thứ 3 không có ở nơi này, vì sinh con được 3 năm, bà bỏ bác Ba Phi về quê mẹ sinh sống. Người xưa giờ đã ra thiên cổ, nhưng cái tên Nguyễn Long Phi, tức Ba Phi, sẽ mãi là một dấu ấn khó phai, không chỉ in đậm trên mảnh đất quê nhà U Minh, mà còn lan tỏa khắp miền Tây sông nước.